Đây, cái này là các bạn để tham New Roman nè, 14 nè. Cái này để là hướng dẫn assignment. Ok. Gì vậy? Dù gì? Sao mày đứa này? Rồi, các bạn đọc cái đề assignment nha. Này, đọc bài nè. Viết chương trình Android quản lý sinh viên. Qua phần mềm, người dùng có thể thêm mới lớp, xóa lớp, thêm mới sinh viên, sửa đổi, xóa sinh viên. À. Cảnh. Nghe ông tôi hết hồn trời. Rồi. Ok. Tí nữa cái này quay clip à. Ông easy là tôi ghim à. Bữa sau tôi phải check ông thật kỹ. Nhân đúng không? Không. Đấy, ăn ốc đổ vỏ rồi. Rồi. Gắp lửa bỏ tay người chứ. Các yêu cầu và giao diện chỉ mang tính gợi ý nè, lưu ý nè. Khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên. Có nghĩa là đừng làm theo cái giao diện này mà làm theo cái giao diện của các bạn ấy. Giao diện này nhìn nó cùi bắp. Thấy không? Xấu quá, đúng không ạ? Rồi, bây giờ nè, cô sẽ hướng dẫn nè. Cô sẽ hướng dẫn được Simon nhá. Một nè. Tức là các bạn, một là các bạn phải thiết kế giao diện. Đó. Thậm chí cô chưa cần các bạn code rồi, các bạn thiết kế giao diện thôi. Có hai cách để thiết kế giao diện nhá. Đây, cách một là chuyên nghiệp nhá. Đấy, một nè. Cách một nè. Chuyên nghiệp nhá. Đấy, tôi nói cái này chữ chuyên nghiệp nè. Các bạn thiết kế bằng đúng rồi, Photoshop và Adobe XD. Được chưa? Tại sao lại phải yêu cầu các bạn thiết kế dùng anh này? Cô giải thích luôn nè. Khi các bạn xây dựng một ứng dụng phần mềm, một cái app, thì bây giờ các bạn không lẽ các bạn code xong rồi các bạn mới đưa đến cho khách hàng coi là anh em code này anh thấy ưng không? Không ưng về code lại, có ai làm với không ạ? No. Đây, cô chỉ cho nghe nè. Cái XD này hay lắm luôn các bạn. Nếu bạn nào học sớm nhá, cô nói bây giờ các bạn mới có kỳ 3 hả? Các bạn học sớm, thậm chí nó là cái nghề mà lương không dưới 10 triệu đủ việc á. Đây là một cái nghề luôn ấy, thiết kế thôi nha. Cô nói các bạn nghe như này. Không, trời ơi, nói kéo thả thì chật nữa. Mấy đứa này xỉ nhục quá. Bắt ngôn vừa bãi nghe nè. Tại sao chia sẻ? Tại vì tôi thấy lớp này rất nhiều tài năng, phải không Cảnh nhỉ? Cái đề này có biết làm không? Tập làm nhá, tập làm hay lắm. Bạn nào mà cốt yếu yếu một xíu thì làm qua cái bảng này quá ngon luôn. Bây giờ nghe nè. Cái Photoshop để làm gì? Photoshop để các bạn thiết kế hình ảnh, thiết kế các cái phần mà nhỏ nhỏ. Còn XD làm gì? XD là các bạn thiết kế nó cho các bạn chọn giao diện Android luôn nha. Kích thước bao nhiêu là tùy các bạn luôn. Sao ví dụ các bạn thiết kế cái này là phong lớp jean đúng không? À, như vừa ta làm, các bạn có button lớp jean đúng không ạ? Khi các bạn nhảy sang, các bạn thiết kế cái hàm main, thiết kế cái trang main, à khi các bạn bấm, các bạn nó cho phép bạn kết nối nhá, cho phép bạn kết nối cái button này nè vào ở đây nè, kết nối luôn. Thì khi cô mà demo với khách hàng ấy, tức là các bạn demo như là một cái app bình thường luôn, nghĩa là bạn mở cái khoảng vô đây đấy, xử lý bấm cái khoảng, mở ra cái sâu giao diện, rồi bấm back cái nó quay lại cái màn hình này, tức là
nó cho phép còn điều hướng luôn các bạn, mà hoàn toàn là bằng vẽ chứ không có một cái dòng cốt nào hết trơn. Thì khi các bạn thiết kế xong rồi, các bạn nắm cái này, cầm cái này, các bạn đi đến một khách hàng hỏi bây giờ đây là cái sản phẩm mà làm cho theo ý của khách hàng này, thì khách hàng mình ok không, thì khách hàng họ sẽ xem và họ cảm giác như là một cái ảo thuật luôn, và họ muốn mình sửa cái gì đó thì về mình sửa lại ở trên cái giao diện này thôi, chưa hề có một dòng cốt nào. Sửa xong rồi khách hàng chấp nhận ok, khi khách hàng check ok cái thì khi đấy các bạn mới cốt, và khi đấy là cốt là phải dựa đến cái giao diện này. Cốt sai giao diện coi như là lỗi, thậm chí còn biết có những công ty Nhật á sai một pixel họ cũng bắt các bạn sửa nữa, hiểu không ạ? Tức là cái design này là phần rất là quan trọng, hiểu không? Không có design này các bạn dựa đâu các bạn làm, hiểu không ạ? Chứ không lẽ là cốt xong rồi đưa lên khách hàng không thích về sửa lại, khách hàng không thích về sửa lại cái dự án các bạn cũng bao giờ dừng, hiểu không? Cho nên là bất kỳ một công ty nào như các bạn cũng có một bộ phận thiết kế này, và lương cũng rất là cao, kể cả thiết kế web cũng vậy các bạn nhá. Thiết kế web còn học web rồi đúng không? Thì thiết kế web bao giờ người ta cũng phải có một cái bản Photoshop đó, và cái người lập trình ấy là người ta dựa đến cái bản đấy để người ta làm, và phải chính xác 100%, và phải đấy đó. Chứ còn mà sai cái thiết kế là có như lỗi đấy, giao diện nhé. Và cái này còn có một cái khái niệm nữa là UX, các bạn UI có nghĩa là user interface, tức là giao diện người dùng. Còn cái UX này là X này là viết tắt của experience, là trải nghiệm người dùng, tức là các bạn phải cho người dùng người ta trải nghiệm. Và các bạn làm phải làm sao, phải làm theo cái kiểu là mình phải thân thiện với người dùng dễ dùng, hiểu không ạ? Chứ các bạn làm một sản phẩm ra mà người dùng khó dùng á, dùng bất tiện á, sản phẩm đấy vài người cũng bỏ, hiểu không ạ? Các bạn phải khó dùng cái là các bạn không dùng ngay, đúng không? Tức là mình phải thuận tiện, tức là các bạn khi thiết kế các bạn phải đứng trên cái phương diện người dùng, đúng không ạ? Thì cái phần học hai cái tôi cho các bạn đó là cái đấy rất là hay luôn, mà nếu bạn nào mà áp dụng được luôn từ bây giờ á, quá tuyệt vời luôn nhá. Đấy, và nó là cũng là một nghề luôn đấy các bạn. Đấy, thậm chí các bạn có thể nhận làm part time, có nghĩa là họ cho các bạn một cái yêu cầu, các bạn về nhà thiết kế để trả lại cho người ta đồng ý được, người ta trả tiền cho bạn thôi. Đấy, mà bên cái ngành đồ họa thì không có ngành học cái UX UI này. UX UI này là cực kỳ hay luôn, mà liên quan đến cái ứng dụng phần mềm này, web này, và cả cái lập trình mobile luôn. Đấy, và có hai cái tool mà cô giới thiệu các bạn đó, là hai cái này là cực kỳ ok ha. Về nhà học đi. Rồi, cách hai thì là code. Cách hai tức là code giao diện. Code giao diện luôn. Đúng không ạ? Code giao diện là cái file gì đấy ạ? Cái file XML á? Đúng rồi, XML mới chịu. XML. Đúng không? Cái file .xml. Ok chưa? Được chưa? Đây có hai cách. Về giao diện, ta có những giao diện như thế nào? Ta có những giao diện sau. Có những giao diện như sau. Một. Đấy. Đây. Giao diện một nè. Là trang login. Trang login cái này đã làm rồi. Ha. Giao diện một là phải trang login. Thì các bạn phải muốn vào hệ thống đầu tiên phải đăng nhập đã. Tại vì nếu không đăng nhập thì các bạn là gì đấy ạ? Tức là ai cũng vào được. Ai cũng vào được thì có thể là phá cái hệ thống các bạn đúng không? Chỉ có người có quyền mới được vào thôi. Một cái hệ thống quản lý là luôn luôn phải có cái phần đăng nhập. Hệ thống quản lý nó khác với hệ thống bán hàng nhá. Nếu các bạn làm một cái app mà để bán hàng giống như Tiki á, các bạn là người dùng thì đầu tiên vào nó không cho đăng nhập, đúng không? Vào là phải nhìn thấy cái sản phẩm ngay, đúng không? Nhưng Tiki nó cũng có một cái phần mềm riêng, đó là phần mềm quản trị. Thì phần mềm quản trị đấy là phải đăng nhập, hiểu không ạ? Cứ liên quan đến quản trị hệ thống, một cái ứng dụng, một cái app gì đó là các bạn phải có đăng nhập. Còn nếu mà app bán hàng hay là web bán hàng thì không phải đăng nhập từ đầu, mà sẽ là từ đầu sẽ là trang sản phẩm, trang chủ, đúng không? Ok, hiểu không? Cái này các bạn hay vào mạng, các bạn lên mạng, các bạn vào web, các bạn cũng biết rồi, được chưa? Rồi tiếp nữa các bạn, sau đấy đến trang phần trang main,
trang trang chính. Trang chính thì có là đây giao diện này xấu quá. Đấy, vào giao diện 2 này là main, nó chứa cái menu, chứa cái menu điều hướng vào quản lý sinh viên và quản lý lớp học. Đó, giao diện 3 sẽ là quản lý sinh viên, quản lý sinh viên. Giao diện 4 là quản lý lớp học. À, trong quản lý sinh viên thì ta có một cái giao diện con của nó nè. Giao diện con nè là giao diện là thêm sinh viên, rồi sửa sinh viên, rồi xóa thì không có giao diện, xóa là click cái button xóa luôn. Đó, còn lớp học thì có thêm cái là thêm lớp học, sửa lớp học. Đó, đấy, các bạn nhìn sơ sơ là ta sẽ có mấy giao diện nè. Một cái login nè, hai main nè, ba nè, 4, 5, 6, 7, 8 cái giao diện thôi. Nó rất là đơn giản, được chưa? Đấy, 8 giao diện nè. Nhưng mà lỗi viết thì hơi nhiều đúng không? Thiết kế trước nè. Đây, cô lấy một số ví dụ về cái giao diện nha. Ví dụ main, main thì tôi sẽ có cái giao diện như này. Đấy nha. Vào cái layout các bạn search. Đấy, tôi tạo giao diện nó đơn giản lắm. Đấy, vẽ thôi. Đấy. Đấy, ở trên là cái banner cái gì đó tùy ha. Ở trên là cái gì đó tôi không biết. Xấu quá. Đấy, ở dưới các bạn cho tôi một cái hình. À, picture. Đây khoan, tôi để cái hình vào đây nè. Tôi để cái icon này tôi để vào đây, hình tròn nè. Đấy, tôi để cái hình này vào đấy. Icon 1. Icon 2. Đó. Giống cái mặt người quá à. Cái login thì biết rồi nha. Login có chưa nhỉ? Login tôi coi nè. Lớp mình là 06 hả? 06. Đây, bữa trước cô làm cái trang login đây nè. Khoan từ. Chào từ các bạn ơi, login nè. Đấy. Đây trang login nè. Snipping tool coi. Đúng không? Đây, form login nè. Cắt xấu à. Đây, trang login đây. Làm rồi đúng không? Đấy. Như như vậy. Còn cái này là trang menu nè. Kể đi. Rồi cái này là quản lý nè. Cái này các bạn thêm cái này gọi là cái này hình nha. Add text nè. Là quản lý lớp học nè, quản lý sinh viên nè, cô
Bên này là quản lý sinh viên nè. Thấy chưa? Đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn click vào anh này thì nhỏ nhảy sang anh kia thôi. Đấy. À, ok. Đưa ra cái cặp. Rồi, được rồi, để nhớ đây cho các bạn. Rồi, thank you. Rồi. Đó. Vậy thôi, mấy đứa dễ ẹc à. Rồi. Kiểu như vậy, làm giao diện kiểu như vậy nha các bạn làm. Các bạn có thể vẽ bằng XD, bạn nào mà làm XD được tôi cộng điểm luôn. Nhưng phải làm cho đẹp ấy nha. Đấy, học tôi dễ 10 điểm lắm. Toàn điểm cộng không à. Hả? Cái gì? Ông có học đâu. Ông học được 2 bữa ông nghỉ dư con đi học mà ông cứ kêu. Ông học tôi 10 lần ông học được 2-3 bữa ông nghỉ. Hả? Cái lần trước kì bao nhiêu lần rồi tôi dạy ông. Tôi dạy ông 10 lần rồi ông ơi. Môn nào ông nghỉ ngang hết trơn. Mà không nghỉ ngang thì ông không đi thi. À ông có điểm danh đủ hết mà ông không đi thi. Không có bài nộp luôn. Đi học mà tao ngồi lắc trà sữa. Đợt học online ông còn lắc trà sữa không? Nghỉ rồi, nghỉ rồi. Nghỉ đấy à, ok luôn. Mất hứng dễ sợ. Rồi, tiếp. Học như ông mà tôi không chịu ạ. Rồi, ok, tiếp nha các bạn. Rồi, phần thứ nhất là về giai đoạn 1 nộp cho cô là cái phần giao diện hết nha. Hả? Sau lắp 3 một ngày. Sau lắp 3 một ngày. Cuối tuần tôi cho chủ nhật luôn. À đâu? À đúng rồi. Hết chủ nhật, sáng sớm 5 giờ sáng thứ hai luôn. Làm đi, đưa lên đây tôi chấm nha. Đây tôi mở luôn assignment không tôi quên. Chùa. Ờ. Không phải, nhiều khi nhiều việc á. Ơi, chủ nhật tuần này nha mấy đứa ơi. Hả? Ờ. Mới giao diện thôi, chưa làm gì hết. Đây nè. Thiết kế tất cả các giao diện nè. Tôi copy cái giao diện này vào nè. Login. Login làm rồi nè. À rồi, giao diện 3, giao diện 4. Đó, nha. Ngày hết ngày chủ nhật nha, chủ nhật là 31 nha. Đấy, hết sạch ngày nha. Ok, rồi xong. Về làm đi mấy đứa, môn này hay muốn chết luôn. Rồi. Để cái phần buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp cơ sở dữ liệu ha. Ok. Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp cơ sở dữ liệu. Thì trước tiên nè, cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái này đã. Tạo cái package. Thì bây giờ các bạn nhìn nha. Cô sẽ tạo một cái project mới. Các bạn new một cái project mới. Các bạn đặt tên là lớp mình nè. Như các bạn đặt tên cho cô là LT15306, mã số sinh viên các bạn. Dù như cái gì đó. Khi nãy nhớ xong rồi quên rồi. Tên trước. Cái gì Huỳnh? Hoàn Bá Huỳnh đâu? Huỳnh Hờ Vờ. Huỳnh Hờ Vờ. Rồi PS gì Huỳnh? PS11694 đúng không? Rồi. Rồi được chưa? Được chưa? Nhớ đặt tên kiểu đấy nhá. Rồi mã số sinh viên à. Là đặt tên là ở đây tên đầy đủ để đến PS nha các bạn. Huỳnh Hờ Vờ hay Huỳnh LM gì đó. Ok. Ship gạch assignment nha. Đúng rồi. Assignment phải ở project riêng. Độc lập luôn ha.
Đó, xong các bạn ok chọn finish. Hả? Không. Đến ông này, tôi vừa demo xong. Nhức não với ông thiệt ý. Ăn sáng đi con. Ông chưa ăn sáng không vậy á? Rồi. Tôi buồn ông hết sức vậy. Rồi ok nè. Cái này các bạn main activity các bạn để đó để làm cái hàm main nè, cái main trang chính nha. Để làm main đừng làm gì hết, main để làm cái trang chính. Main để làm cái trang này. À đừng có sửa cái main. Rồi bây giờ tạo cái package nha các bạn. Đây, click chuột phải nè. New nè, package nè. Để các cái package cho cô như sau. Adapter. Đừng hỏi adapter để làm gì, bữa sau tôi chỉ. Click chuột phải nè. New package. À, database. Học môn database rồi, bữa trước cô nói các bạn rồi, database nó quan trọng cỡ nào, đúng không? New một cái package. Đặt tên là model. Rồi. New một cái package. À, đặt tên là DAO. Đó. Đó. Sinh viên DAO rồi. Lớp DAO, cái gì cũng DAO hết trơn. Rồi ok. Rồi con các bạn tạo login nè. Login làm rồi á thì các bạn copy qua đây nhá. Copy được. Ok, ví dụ như cô sẽ login nè các bạn nhìn nè. Cô chỉ cho cách copy ha, cô đang ở cái này. Đây, Ctrl C. Login activity, Ctrl C. Sang anh này, Ctrl V, để ở ngoài cùng luôn nha, cứ activity để ở ngoài cùng. Ok. Xong nó sẽ nó từ refactor cái này. À, cái này sai từ từ nha. Rồi tôi copy layout nè các bạn. Activity login, Ctrl C, chuyển sang layout bên này. Thấy không? Ctrl V làm rồi thì các bạn không cần phải làm lại nữa. Đấy. Thì cái này nó sẽ thiếu cái logo, ta copy luôn cái logo. Thấy không? Ctrl C, copy luôn cái logo sang đây. Ctrl V. À, nhớ là đến drawable chứ không có 24 nha, cả 24 là các bạn xóa liền. Ok. Rồi hết lỗi chưa? Rồi ông này có hết lỗi luôn. Hay chưa? Đó. Chạy nè, sửa cái này nè. Sửa cái này nhá. Tại vì các bạn làm rồi mà. Sửa cái này nè. Các bạn thấy là nó đang thiếu cái login, các bạn thấy không? Thiếu cái activity login này các bạn thêm vào. Nhìn nha. Đấy, để nó chạy được á thì các bạn phải thêm vào bằng tay nè. Các bạn thêm là activity. Rồi name là login. Các bạn đóng lại nha. Rồi các bạn cắt cái anh này nè. Quăng vô xong. Đúng rồi, cho cái login chạy trước, bao giờ login cũng chạy trước. Ok chưa? Từ login nhảy sang trang main là xong. Ok không? Ổn chưa? Rất dễ nha. Rồi ok. Cô sẽ đẩy cái này lên cái MS các bạn. Đấy, giai đoạn 1 đã làm hết giao diện cho cô. Ok. Xong. Được, xong cái tôi yên tâm. Bữa giờ tôi dạy xong tôi chưa có hướng dẫn cho các bạn. À, assignment 1. Rồi, đã mở rồi. Đây. Hướng dẫn assignment cô add ở ngay ngoài cùng nha, trên MS nha các bạn ơi. Các bạn lên đây lấy nha. Hướng dẫn assignment nắm thả vào. Ok. Hình như cô chỉ cài XD rồi đó. Đâu? Đây, Adobe XD nè. Cái này được cài miễn phí. Nó không phải như Photoshop. Photoshop phải crack, cái này phải crack. Cài trực tiếp trên cloud của nó các bạn. Dùng miễn phí luôn. Ok. Rồi. Xong. Xong assignment. Bây giờ ta sang cái phần học của ta. Ha. Đấy thì layout. Ố. Khoan, trước khi vào á, tôi điểm danh cho mấy bạn mới vô rồi đã. Khi nãy ai mới tới nhỉ? Long với ai? Khi nãy ai chưa được điểm danh các bạn? Sửa nè. À, Long nè. Tù không đi nè. Linh Chi không đi nè. Thành Nhân. À quên nhầm. À,
thành nhân có mà. Thiên Phúc. Thiên Phúc có đi không? À. Rồi ok. Đây lớp mình về là đi học rất là đủ nha, chịu khó đi học chăm nha các bạn. Rồi. Rồi, layout. Sử dụng layout dùng Android ạ, sử dụng các cái widget, tức là các cái view, cái phần của nó. Đúng không các bạn? À. Rồi, layout thì ta thường dùng sẽ là relative layout, line layout. À, ta có sẽ đến một hai cái này, thực ra nó có nhiều layout hơn. Thì các bạn sẽ được học tìm biết ở trong cái môn giao diện Android á, sẽ học chỉ biết cái này ha. Đó, các cái thành phần cơ bản là text view, edit text, button image và cái này thì học rồi, chỉ có cái này một cái rất hay là list view, nó chỉ nhiều thời gian nhất là cái này, đúng không ạ? Đây là lại đây, ok. Thì cô sẽ có thể là cô sẽ ưu tiên cho sẽ demo anh hẹn trước list view, còn mấy cái học rồi, đúng không? Button thì dễ rồi. Thì rất là hay và nó chiếm rất nhiều thời gian. À, thì cô sẽ demo trực tiếp thành hai lần. Một lần là cô sẽ demo clip view mà chưa có dữ liệu, clip view cơ bản. Một lần sau cô sẽ demo các bạn là một clip view mà nó phức tạp, ta gọi là custom clip view. Và một lần nữa là cô sẽ demo các bạn clip view nhưng mà có dữ liệu vào đấy, dữ liệu không vào đấy. Ok. Còn mình nhận dữ liệu cái này là cô sẽ demo dữ liệu ảo ha. Đấy, ta phải làm từ từ bước ra. Đấy, thiết kế giao diện nè. Ok. Đấy, càng đơn giản càng tốt, là đừng gây phức tạp cho nó tiền lời. Tuy nhiên các bạn, vì các bạn mà ạp vào bán hàng á, thì các bạn thường sẽ là cho nó càng đẹp càng tốt, đúng không? Sâu nhiều cái sản phẩm lên càng tốt, đúng không ạ? Còn ạp mà quản lý thì càng đơn giản càng tốt để đỡ gây phiền phức cho khách hàng. Và thứ hai nữa, nó sẽ làm nhẹ cái ạp. App mà các bạn để điện thoại như cái app nó nặng á, nó sẽ khó xử lý. Thế nên là càng đơn giản cái app của bạn nó càng nhẹ nhàng hơn. Để nó tùy app nữa. Còn app mà bán hàng thì tất nhiên phải đẹp, phải giống sản phẩm thôi. Tất nhiên nó sẽ phải nặng hơn. Đó. Các bạn hãy lưu ý là dành nhiều thời gian tìm hiểu nhu cầu khách hàng về giao diện. Tức là cái này là cái UX, cái này cô nói các bạn á. UI và UX á. Cái này quan trọng lắm, UI, UX này. Về tìm hiểu cho cô cái này. Cái nào cũng cần. Làm web cũng cần, làm app cũng cần và làm ứng dụng cũng cần luôn. Cái này cực kỳ quan trọng. Đó, sử dụng các điều khiển giao diện chuẩn. Đây, thì view thì có cái cây này. Cái layout thì gọi là view group. Còn mấy cái view cơ bản, cái này là ví dụ như button hay là edit text thì đều gọi là view. Thì cái view group là chứa view. Tức là trong cái layout là chứa các cái view nhỏ. Đấy. View là đơn vị thôi, nó nằm ở trong cái gói là widget, đúng không ạ? Nó là cái phân cấp nhà lá, tức là nó nhỏ nhất, không phải nhỏ hơn. View group có nghĩa là layout, nó nằm cũng nằm trong cái widget luôn, đúng không ạ? Nhưng nó chứa các cái view, hoặc là nó có thể lồng thêm một cái layout khác, một cái view group khác, tức là nó có thể lồng nhau. Ok, thì widget nhiều lắm. Button, edit text, checkbox, radio button, text view, image view. Đó, switch on off các thứ. Cái này các bạn sẽ được học từ ít vào cái phần layout kia. Đấy. Layout thì nhiều lắm, linear layout, linear layout, relative, frame layout, sample layout. Cái này cũng được học bên kia luôn, absolute layout, scroll view vân vân. Thì ở trong cái phần này cô demo cái linear thì các bạn biết rồi, cho nên tôi sẽ không nói nữa. Cô sẽ demo cái relative nhá. Ok. Thì absolute thì thôi. Absolute là nó cũng tương tự với thằng relative. Như là relative là tương đối thì nó phải là so vị trí này với một vị trí khác. Đấy thì tôi sẽ làm các bạn coi nhá. Cô sẽ làm cái view cho bạn coi và cô sẽ hướng dẫn các bạn khi nào thì các bạn nên dùng relative, khi nào dùng linear, và các bạn có thể vừa kết hợp relative vừa kết hợp linear luôn. Đấy, tức là kết hợp cả hai luôn.
phạm giao diện này nhá. Ở đây là một cái gì đấy ạ? Ở đây là một cái edit text, ở đây là một cái text view. À, cái này là một spinner, cái này là một spinner khác, còn cái này là cái button đúng không? Đấy. Tôi không biết là spinner có gì nhưng mà ta cứ làm cái spinner đã, đúng không? Đây các bạn nhìn nào. Nào nào trật tự nha, nghe theo dõi nha. Cái này cái layout này cũng rất được hay dùng. Cái này và cái linear layout là hai cái được hay dùng, đúng không? Đây. Hôm nay ta ở đây cái này tôi đóng cái này lại nhá. Đây. Cái này là buổi 3. Cô tạo cái package là buổi 3. Rồi các bạn tạo cái slide nè. Activity nè. Đặt là empty nhá. Là relative activity đi. Ok. R control cách cái R. Rồi nó lỗi gì nè. Lâu lâu nó gặp cái lỗi khó chịu vậy đó. Rồi nó không nhìn thấy đâu các bạn. Ờ. Toàn phải tắt đi mở lại vậy đó. Thằng này ghét ghê. Bữa bạn một bạn hỏi cô này, cô ơi tại nó khi nào nó bị lỗi này, nó thích lỗi à. Nó chạy bữa giờ có lỗi, bữa này lỗi. Nó không có nhìn, nó không cập nhật được. Rồi. Cô mở cái này ra nha. Bây giờ cô sẽ làm cái layout là relative nha. Relative. Đây các bạn mở cái layout ra. Các bạn mở cái layout ra. Trời nó quay quay. Rồi. Cái layout hiện tại là đang để constraint này các bạn. Các bạn nhìn nhá. Layout hiện tại là đang để constraint layout này các bạn. Đây cô click chuột vào đây cô đổi thành relative. Relative. Ở đây cái thẻ các bạn thấy là thẻ của nó sẽ có thẻ mở và thẻ đóng nhá. Các bạn thiếu thẻ đóng nó cũng lỗi á. Ok. Rồi bây giờ nè. Cô sẽ tạo giống cái layout này. Ở đây các cô sẽ để một cái gì ạ? Edit text. Đây cô gõ code luôn ha. Cái edit text. Được chưa? Cái này cô để là wrap content. Match parent. Cái này để wrap content là vừa với cái khớp với nội dung. Cái này cô để cái hint là reminder name. Hint là reminder name. Rồi. Bởi vì nó là relative cho nên tôi phải neo nó phía trên và neo nó phía trái hoặc phải. Tức là tôi phải neo nó hai vị trí. T
Tức là tôi sẽ phải dùng cái align to, align parent top để to, và align parent left hoặc right đều được hết, để to đừng để bottom, bởi vì cái này nó không có chiếm toàn bộ, hiểu không ạ? Mà nó chỉ chiếm một phần thôi, cho nên là neo hai bên thôi. Thực ra cái này đặt ID, phải đặt ID cho nó nha. Không đặt ID cho nó là nó không có chịu ạ. À. ID là tôi để là txt reminder. Ok. Được chưa? Xong. Đến một cái spinner các bạn nè. Đây các bạn coi qua cái giao diện view của nó coi nha. Xem nó neo đúng chưa ha. Neo đúng chưa ạ? Đúng rồi ha. Ok. Đấy. Bạn nào muốn mà margin padding nữa thì cách cái vị trí đây. Rồi bây giờ đến cái spinner nữa các bạn. Spinner là cái gì? Cái spinner là cái mà nó giống như cái select box á, select mà tròn cái combo box ở trong cái web á, hiểu không ạ? Click chuột nó sổ xuống ấy. Đó thì cái đấy ở trong cái Android nó không gọi là select mà nó gọi là spinner. Hiểu không ạ? Gọi spinner. Thì cái này các bạn cho nó kích thước nè. Vì có thể là 300 dp, dp đúng rồi. Đó, hay là để wrap content là khớp với nội dung của nó. Các bạn thấy là nó đang nằm treo lơ lửng đây nè. Đấy, cô để 250 thôi. Đấy, nó nằm lơ lửng ở đây nè. Thì tôi phải để nó là below. Below. Below của cái thằng là txt reminder. Thầy đặt xuống dưới chưa? Thầy đẩy xuống dưới chưa? Đẩy xuống dưới chưa? Ok. Rồi bây giờ các bạn đặt cho nó cái ID. ID là spinner. Ví dụ cái này đặt là spinner 1 đi. Ok. Cái này tôi đặt tiếp là spinner 2. Cái tiếp cái anh spinner khác. À tôi đặt của nó là khoảng để 50 100 dp. Đấy, các bạn thấy nó nằm phía trên này, thấy không? Đó. Cái hay các bạn để là wrap content. Thấy chưa? Nó nằm ở góc này. Bây giờ nè, tôi cho nó nằm bên phải của anh này nè. To right up của anh này. Spinner 1. Đúng không? Rồi, nó sẽ phải below. Below. Cái anh... txt reminder. Đẩy xuống dưới chưa? Đẩy xuống dưới chưa? Ok. Muốn nó nằm bên phải á thì phải là gì đây ạ? Sát bên phải là align parent right. Align parent right để là to. Nó nằm sát bên phải, thấy không ạ? Đấy, nó nằm sát bên phải này các bạn. Ok, đóng nó lại. Đặt ID cho nó. ID là spinner. ID spinner 2 đi ha. Rồi, thấy chưa? Nó đúng vị trí chưa? Ok. Rồi một cái button nữa nằm ở phía dưới anh này. Button. Đó. Cái này tôi để là ví dụ như là 100 dp. Hay cô để là wrap content. Cái này để wrap content cũng được. Đó. Tag là submit đi ha. Đó, cái button nè. Bây giờ cô sẽ đẩy nó nằm phía góc phải. Muốn gần nằm cho nó nằm góc phải thì tôi để là gì đây? Align parent right là to. Nằm bên phải. Xong tôi below. Below cái anh nào ạ? Below spinner 2. Nó tự động nó nằm dưới spinner 2 hết. Xong. Dễ không? Thấy chưa? Ok.
Muốn đặt nó vị trí nào các bạn đặt thôi. Được chưa? Ok. Vậy ta sẽ được cái giao diện cái này nằm trên cùng nè. Các bạn phải neo nó lại. À, neo trên, neo trái, neo phải. Xong cái này nằm dưới. Cái này nằm dưới xong sát ở bên phải. Cái này bên phải cũng nằm dưới. Đúng không ạ? Ok. Được chưa? Đó. Tức là các bạn có mấy cái thuộc tính các bạn cần quan tâm. Đó là align parent nè. Rồi below nè. Rồi to right of, to left of nè. Above cũng được ha. Rồi ok, rồi cái này là align right. Rồi. Ok, là ta được cái giao diện relative. Cái này thì các bạn sẽ đặt câu hỏi làm sao mà nhớ? Làm nhiều nhớ. Thế thôi. Làm các bạn không nhớ các bạn quay lại các bạn nhìn. Nhìn làm nhiều câu riết các bạn nhớ. Đó, đó là cách học duy nhất. Đầu tiên không biết mình nhìn theo. Làm riết nó sẽ nhớ ha. Rồi xong được cái phần này. Cái bài này. Ok. Xong demo xong. Linear thì cái này cô không demo nữa. Tại vì demo nhiều rồi ha. Cái linear cô sẽ không demo nữa. Các bạn à. Rồi bây giờ nè à, các bạn 18:48 hả. Rồi các bạn làm bài cái đi. Sử dụng list view thiết kế giao diện ứng dụng như sau. Đấy, liệt kê nè. 1, 2, cái này là danh sách nha. 3, 4, 5. Đó. Bây giờ người ta có hướng dẫn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn nè. Thì cái này là phần 1 để cô demo với cái list view. List view cô có 3 phần. Phần 1 là demo list view cơ bản nhất. Phần 2 là demo cái custom buổi sau. Và phần 3 cô sẽ demo cái có cái dữ liệu ha. Đấy, thì bây giờ ta sẽ có một cái bài list view như sau. Đấy, cô đóng hết cái này đi. Ta mở ra chỗ này à, trong cái phần mà buổi 3 này nè. Cô sẽ tạo một cái list view demo ha. Cái list view. Các bạn vào cái activity. Chọn empathy. Cái này các bạn để là list view. List view. Ok. Đấy. Rồi, các bạn vào bước 1 nhá. Các bạn vào giao diện nè. Cái này cô sẽ hướng dẫn các bạn để là relative luôn. À, tại vì cô sẽ có ý đồ. Cô sẽ làm cái khác ha. Đấy, các bạn để đây nhá. Để cái này là cái list view. À, cái relative layout. Đó. Cái này các bạn để trong này một cái list view. Nếu các bạn không gõ được thì các bạn vào đây các bạn search cho cô cái list view. Search cái chữ list view. Sau các bạn nắm các bạn thả vào. Được chưa? Thả vào cái list view. Thì các bạn neo nó lại nhá. Neo nó lại bằng cách là tại vì là relative là phải neo nó lại. Là align parent top là chu. Và align parent right hoặc left gì đó là chu. Đấy, neo nó lại thì nó sẽ hết lỗi ha. Đấy, neo hai góc nè, hai bên. Left, cái này. Nhớ đặt cái ID nhé các bạn. À, các bạn đặt cái ID là list view. À, list view, ok. Đó. Được chưa? Rồi, thì cái bài này cô muốn mục đích sau buổi sau cô sẽ cho các bạn một cái demo nữa để cái button cho nó đẹp nữa. Rồi nhá. À, bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu vào đây. À, các bạn học Java 2 rồi. Các bạn biết có dữ liệu là array list học chưa? À, cô sẽ tạo một cái dữ liệu như sau. Cái này là tạo dữ liệu nè. Tạo một cái danh sách. Dữ liệu nè. Dữ liệu này là dữ liệu fixed cứng ha. Ta sẽ để là array list. À, cô để là chuỗi string. Đúng không ạ? List sẽ bằng new array list. Đó, ok. Được chưa? Rồi ta add dữ liệu vào nè. Nhá. List.add
đưa chuối vào. Nếu các bạn để cái này là Android cơ, cơ bản. Rồi các bạn add tiếp. Cái này là Android nâng cao. Cái này là thiết kế giao diện Android, chỗ nào cũng thể Android hết trơn. Thiết kế giao diện Android. Cái này là Node.js rồi. Sơ sơ vậy thôi, 4 cái thôi. Đây, mấy môn các bạn học á. Rồi tiếp nào các bạn. Bây giờ nè, cô sẽ đổ cái dữ liệu này lên cái list giống như nãy. Thì đầu tiên là tôi sẽ tạo một cái list view để tôi tham chiếu nhá. Tôi tạo cái list view. List view tôi tham chiếu tới. Tôi để là list view. Đây tôi phải tham chiếu nè, dùng file view by đi để tham chiếu nè. List view chấm bằng file view by id r.id chấm list view. Được chưa? Rồi nè. À cái này rất là quan trọng nha các bạn, là tạo cái adapter. Tạo adapter. Adapter là gì? Adapter giống như là cái bộ để các bạn nạp dữ liệu á, hiểu không? Đó, để các bạn nạp dữ liệu nó phải có cái anh này, phải có cái anh đã adapter. Đúng không? Để anh để nạp dữ liệu lên cái list view. Thì tôi sẽ có là tạo là tôi dùng cái là array adapter. Adapter. Đó, adapter. Đấy. Thì ta sẽ ở đây ta để là array adapter, adapter bằng gắn bằng nè. New array adapter. Đối số thứ nhất sẽ là context. Context thì là sẽ là list view activity.dist. Phải. Đối số thứ hai là cái layout để nó hiển thị thì ta là để là r.android.r.layout. Ở đây ta dùng là simple list item 1, tức là gì vậy? Để cũng cười nữa không? Rồi các bạn để cái list vào đây. Sao cười? Đó. Được chưa? Sau đấy ta mới dùng clip view ta nộp vào, nạp adapter vào set adapter. À, đưa adapter vào. Rồi, bây giờ các bạn chạy nhá. Chạy nào, ta muốn chạy anh này trước thì ta phải vào này ta sửa đúng không? Cái này ta sẽ để là list view activity nè. Rồi ta call cắt cái anh này nè. Control X tôi thả vào đây đúng không? Đó. Run. Đấy, từ nãy giờ mới được run đó. Các bạn xem run xem đúng chưa nhá. Đấy chưa? Ok chưa? Bây giờ các bạn chỉ cần đổi thêm dữ liệu vào thôi. Nhiều cái này cô để là gì đấy ạ? Cô để là ví dụ như game 2D chẳng hạn. Cô để là game 2D cô chạy lại, lưu cái này chạy lại. Thì lập tức anh này thêm cái game 2D phía dưới. Thì cái này chính là cái list view cơ bản nhất, dễ nhất, nó có mấy dòng thôi, thấy không? Cái dữ liệu mấy dòng dữ liệu thế nó dài thôi, đây game 2D. Thì cái này được gọi là cái list view. Đúng không ạ? Đấy. Vậy thứ bước thứ nhất này các bạn tạo cái list view thôi. Rất đơn giản. Cái bước thứ hai là các bạn gì đấy ạ? À, tham chiếu nè, list view. Tạo một cái danh sách dữ liệu nè. Bữa nào dữ liệu này cô còn cho các bạn lấy từ database xuống cơ. Đấy, nó gọn hơn nữa. Đó. Rồi, xong các bạn mới tạo cái adapter. Sau đấy mình dùng list view set adapter là xong.
Ok. Là ta hoàn thành xong bài này.